Chào Linh. Chào Linh. À, em hỏi điện thoại mà em tìm mấy rồi. Em hỏi điện thoại mà em tìm mấy rồi thôi nha, em đang làm. Xin chào mọi người, xin chào cả nhà. Mọi người ơi, hôm nay em sẽ like dép nha. Dép cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. À, mưa ra bưng đồ vô cho nước rồi. Xin chào cả nhà. Hôm nay em sẽ like dép cho mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ nha, sẽ được giảm. Dép cực kỳ đẹp nha mọi người. Mọi người chia sẻ ba giùm em nha mọi người ơi. Rất nhiều mẫu nhét đẹp nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài để được giảm. Mọi người vô đông đông em sẽ like cho mọi người coi từng mẫu nha mọi người. Rất là nhiều mẫu nhét đẹp nha. Mọi người chia sẻ và chia sẻ livestream để được giảm 8k trên một đôi nha mọi người. 8k trên một đôi nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha mọi người ơi. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà nha. Rất là nhiều giá đẹp nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài để được giảm 8k trên một sản phẩm nha mọi người. 8k trên một đôi nha. Rất là nhiều mẫu giá đẹp nha mọi người. Cực kỳ dễ thương nha mọi người ơi. Cực kỳ dễ thương nha. Hôm nay em sẽ like dép cho mọi người. Lên 100 người em bắt đầu like nha mọi người ơi. Lên 100 người em bắt đầu like nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Like và chia sẻ sẽ được giảm 8k trên một đôi nha mọi người ơi. 8k trên một đôi dép này nha. Cực kỳ dễ thương nha mọi người. Đôi mình đang cầm có 3 màu nha. Đôi mình đang cầm có 3 màu nha. Hả? Lên 100 bạn coi, mình sẽ like từng mẫu cho mọi người coi nha mọi người. Like và chia sẻ nha mọi người. Like và chia sẻ sẽ được giảm 8k cho một đôi nha. Dép cực kỳ dễ thương nha mọi người. Mẫu này cực kỳ dễ thương nha. Rất là rẻ nha mọi người ơi. 10 bạn nữa thôi, lên 10 bạn nữa mình sẽ like nha. Rồi, 4 bạn nữa thôi nha mọi người ơi, 4 bạn nữa em sẽ like từng mẫu cho mọi người coi nha mọi người. Rất là nhiều mẫu dép đẹp nha mọi người. Rất nhiều mẫu dép đẹp nha, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình cho mọi người. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha mọi người ơi. Bạn nào đang coi, ghi lên chị. Ấy là mày, ấy sợi lên. Đây nha mọi người. 3 bạn nữa thôi, lên 100 người coi em sẽ like từng mẫu cho mọi người coi nha. Dép này cực kỳ dễ thương nha mọi người. Cực kỳ đẹp nha. Em không biết nữa Linh ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Rồi 100 bạn rồi nha. Em sẽ like từng mẫu nha mọi người. Đôi em đang cầm trên tay này có 3 màu nha mọi người. Đôi mình đang cầm trên tay này nha. Đôi này em có 3 màu nha mọi người. Màu hồng, màu đỏ và màu trắng nha. Bạn nào thích đôi này thì có thể comment. Comment số 1 cho mọi người ơi. Comment số 1 đôi mình đang cầm này nha. Chưa phút hả? Đang làm sao? Không ai coi được rồi sao? Ủa vẫn thấy coi bình thường mà chị ơi. Mẫu em đang cầm có 3 màu nha mọi người ơi. 3 màu nha. Màu hồng, màu trắng và màu đỏ đôi này nha mọi người. 108 chia sẻ còn 100k đôi này nha mọi người. 108 chia sẻ còn 100k đôi này nha. Bạn nào lấy đôi này comment số 1 giùm mình nha mọi người. Comment số 1 kèm theo màu nha. Màu trắng, màu đỏ và màu hồng nha mọi người. Màu trắng, màu hồng và màu
bạn nào lấy đôi này comment số 1 kèm theo màu giùm mình nha mọi người ơi. Có đủ cách size cho mọi người luôn nha. 108 chia sẻ còn 100 nha mọi người. 108 chia sẻ còn 100 đôi này nha. Bạn nào lấy đôi này comment màu và comment số 1 và màu giùm mình nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha. Chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Đôi này nha mọi người, 108 chia sẻ còn 100 nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người ơi, 100k đôi này nha. 100k đôi này với điều kiện mọi người phải like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Đôi này em có 3 màu nha mọi người. Hồng, đỏ và trắng nha mọi người ơi. Bạn nào lấy đôi này comment số 1 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Kèm theo comment số 1 kèm theo màu đôi này nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Có tất cả các size cho mọi người luôn nha. Đôi mình đang cầm đây nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Đôi này mang lên rất là dễ thương. 3 màu nha mọi người ơi. Màu trắng, màu hồng và màu đỏ nha. Bạn nào thích đôi này thì comment số 1 nha mọi người. Comment số 1 kèm theo màu nha. Kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Số 1 kèm theo màu nha mọi người. Hồng, trắng và đỏ nha mọi người ơi. Hồng, trắng và đỏ nha. Đôi này nha mọi người. Đôi em đang cầm này nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Mọi người like và chia sẻ bài sẽ được giảm 8k cho một đôi nha mọi người ơi. Cực kỳ rẻ luôn nha. Rất là xinh nha mọi người. Mẫu em đang cầm có 3 màu nha mọi người. Bạn nào thích đôi này thì có thể comment số 1 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Số 1 kèm theo màu nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài sẽ được giảm 8k cho một đôi nha. Đôi này đang cầm rất là đẹp nha. Đôi này chỉ 89k thôi nha mọi người ơi. Đôi em đang cầm này chỉ có 89k thôi nha. Hai màu nha mọi người, đen và trắng nha. Rồi nha, Linh ơi, để rồi nha. 98, 98 đôi này nha mọi người ơi. 98 đôi này có hai màu nha, đen và trắng nha mọi người. Bạn nào lấy đôi này thì comment màu giùm mình nha. Comment số 2 kèm thêm màu nha mọi người. Mẫu em đang cầm nha là có màu đen và màu trắng nha mọi người ơi. Màu đen và màu trắng nha. Bạn nào thích đôi này comment số 2 kèm thêm màu giùm mình. Đôi này 98k chia sẻ còn 90 nha. 90 nha mọi người. Chia sẻ còn 90 đôi này nha. Cực kỳ dễ thương nha mọi người ơi. Cực kỳ xinh luôn nha. Có size cho mọi người luôn. Bạn nào lấy size nào thì có thể comment size cho mình nha mọi người. Mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu này là số 2 kèm thêm màu nha. 98k chia sẻ còn 90 nha mọi người. Có hai màu đen và trắng nha. Cực kỳ dễ thương. Hai màu nha mọi người ơi, hai màu nha. Bạn nào lấy đôi này thì comment màu kèm theo số 2 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. 98 chia sẻ còn 90 nha. 98 chia sẻ còn 90 đôi này nha mọi người ơi. Rất là rẻ nha. 98 chia sẻ còn 90 nha mọi người. Đôi này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy đôi này comment số 2 kèm theo màu giùm mình nha. Đôi này mình có hai màu nha mọi người. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha mọi người ơi. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha. Đôi này mình có hai màu nha mọi người. Có size cho mọi người luôn nha. Có size cho mọi người nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha. Chia sẻ bài, like và chia sẻ, mình sẽ giảm 8k cho một đôi nha mọi người. Đôi này 98 chia sẻ còn 90 nha. Đôi này em có hai màu nha mọi người. Đôi này em có hai màu đen và trắng nha. Bạn nào thích màu mẫu này thì lấy số 2. Comment số 2 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Số 2 kèm theo màu đôi này nha. Có tất cả các size luôn nha mọi người ơi. Có tất cả các size cho mọi người nha. Đôi này em có hai màu nha mọi người, đen và trắng nha. 98k chia sẻ còn 90 thôi. 90 nha mọi người ơi. 98 chia sẻ còn 90 nha. Cực kỳ xinh nha mọi người. Màu đen cũng rất là đẹp nha. Màu đen cũng rất là đẹp nha mọi người. Màu đen cũng rất là đẹp nha. Có hai màu nha mọi người. Đôi này mình có hai màu nha. Bạn nào thích đôi này thì comment số 2 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Có tất cả các size nha. 98 chia sẻ còn 90 nha. 98 chia sẻ còn 90 đôi mình đang cầm trên tay nha mọi người ơi. Cực kỳ rẻ nha. 98 chia sẻ còn 90 thôi nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Chia sẻ bài để được giảm 8k cho một đôi nha mọi người. Chia sẻ được giảm 8k cho một đôi nha. Đôi mình đang cầm có hai màu và có tất cả các size cho mọi người luôn nha mọi người ơi. Mọi người
người chia sẻ ba giùm em nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha mọi người. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm nha. Đôi em đang cầm có hai màu nha mọi người ơi. Hai màu nha, 98 chia sẻ còn 90. 98 chia sẻ còn 90 nha. Đôi mình đang cầm nha mọi người. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha. Đôi này có tất cả các size cho mọi người luôn nha. 98 chia sẻ còn 90 đôi này nha mọi người. Mua dép đi Thảo ơi. Thảo ơi mua dép đi. Chia sẻ bài giùm nha. Mọi người cho Trang điệp đi. Ủng hộ cho Trang với điệp đi. Bạn nào lấy đôi mình đang cầm comment số 2 kèm theo màu nha mọi người. Có tất cả các size cho mọi người luôn nha. 98 chia sẻ còn 90 nha mọi người ơi. Đôi mình đang cầm trên tay nha. Đôi mình đang cầm trên tay nha mọi người. Có hai màu nha. Màu đen và màu trắng nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha. Chia sẻ bài để được giảm 8k trên một đôi nha mọi người ơi. Đôi này chỉ có 90k. Chia sẻ còn 90k nha. Đôi em đang cầm nha. Mang lên chân rất là đẹp nha mọi người. Rồi đôi này đúng không? Thảo ơi lấy màu nào? Thảo ơi Thảo lấy màu nào? Có đen và trắng. Hai màu này màu nào cũng đẹp hết. Thảo lấy màu nào Trang để cho. Đúng rồi á. Ủng hộ cho Trang với Điệp uống trà sữa đi. Thảo ơi đôi này Thảo lấy màu nào? Màu trắng hay màu đen? Hai màu này màu nào cũng đẹp hết. Có tất cả các size cho mọi người luôn nha. Mọi người chia sẻ bài để được giảm 8k trên một đôi nha mọi người. 8k trên một đôi nha. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. 98 chia sẻ còn 90 nha. 90 đôi này nha mọi người. Hai màu như hình nha. Hai màu mình đang cầm trên tay nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha mọi người. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm nha. 98 chia sẻ còn 90 thôi nha mọi người. 98 chia sẻ còn 90 cực kỳ đẹp nha mọi người. Rất là dễ thương. Màu nào cũng đẹp. Màu trắng đi ha. Màu trắng đi. Màu trắng đi Thảo ơi. Màu trắng nha. Màu trắng size 36 nha. Ờ vậy thì lấy đen cũng được. Tại hai màu này thấy màu nào cũng đẹp hết. Đôi em đang cầm trên tay chỉ có 90k. 90k với điều kiện mọi người phải chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Chia sẻ bài để được giảm 8k trên một đôi nha. Mèo ơi đôi này mèo mang cũng được nè. Mèo lấy đôi màu trắng đi. Đôi mình đang cầm trên tay nha mọi người ơi. Có tất cả các size cho mọi người luôn nha. 98 chia sẻ còn 90k nha. 90k đôi này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy đôi này có thể comment số 2 kèm theo số thoại điện. Comment số 2 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Đôi này nha. Rất là đẹp cho mọi người. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ rẻ luôn. Đẹp mà rất là rẻ nha. Đôi này chỉ có 90k. 90k với điều kiện mọi người phải chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Bạn nào đang coi livestream cho mình. Rồi ok mèo nha. Mèo một đôi trắng. Vẫn còn nha mọi người ơi. Bạn nào lấy. Rồi ok ok mèo nha. Mèo chia sẻ bài giùm nha mèo ơi. Đây nha mọi người vẫn còn nha. Bạn nào lấy size nào có thể comment size kèm theo số với mã 2 kèm theo màu nha mọi người. Mẫu này em có hai màu, màu đen và màu trắng nha mọi người ơi. Đây nha mọi người vẫn còn nha. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Chia sẻ để được giảm 8k trên một đôi nha mọi người ơi. 90 chia sẻ còn 8 90 98 chia sẻ còn 90 đôi này nha. Bạn nào lấy đôi này tức có thể comment số 2 kèm theo màu và size của dép nha mọi người. Cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Chỉ 90 đôi này với điều kiện mọi người phải chia sẻ bài giùm mình nha. Like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Đôi này nha mọi người cực kỳ đẹp nha. Cực kỳ dễ thương đôi này nha. Còn rất là nhiều mẫu dép nha mọi người. 98 chia sẻ. Rồi ok Thảo nha. Thảo đi. Đôi này em có tất cả các size cho mấy chị luôn nha. Rồi ok Thảo nha. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Mẫu này nha. Mẫu này nha mọi người ơi. Vẫn còn size cho mọi người nha.
Bạn nào lấy đôi này chia sẻ comment số 2 kèm theo màu nha. Comment số 2 kèm theo màu đôi này nha mọi người ơi. 90k đôi này nha. 90k với điều kiện mọi người phải like và chia sẻ bài cho mình nha mọi người. Đôi này là da nha mọi người ơi, da nha. Đế đúc luôn nha mọi người. Đây nha. Đây nha mọi người. Đôi này mình có hai màu nha. Mình có tất cả các size cho mọi người nha mọi người. Bạn nào lấy size nào có thể comment màu. Comment màu và size nha. Đôi này nha. Này là da nha. 98 chia sẻ còn 90 đôi này thôi nha mọi người. 90 đôi này nha. Cực kỳ xinh nha mọi người ơi. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha. 90 đôi này nha mọi người. 90 đôi này với điều kiện mọi người phải chia sẻ bài giùm mình nha. Chia sẻ bài nha mọi người. Like và chia sẻ bài giùm em nha. Hai đôi này nha. Quên, đôi này có hai màu này nha mọi người. Cực kỳ xinh nha, cực kỳ dễ thương, cực kỳ rẻ luôn nha mọi người. Chỉ có ở đây mới có giá này thôi nha mọi người ơi. 98k chia sẻ còn 90 nha. 90 đôi này nha mọi người. Bạn nào lấy đôi này comment số 2 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Comment số 2 kèm theo màu giùm mình nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha mọi người ơi. Bạn nào đang coi cho mình xin một chấm nha. Đôi em đang cầm nha là cực kỳ đẹp nha. Da cực kỳ đẹp nha. 98 chia sẻ còn 90. Rồi ok. Còn có rất là nhiều mẫu dép đẹp nha mọi người. Rồi một đôi Gucci này nha mọi người. Đôi Gucci màu đen này nha. Có tất cả các size cho mọi người luôn nha. Cũng 90k đôi này nha mọi người. 90k đôi này với điều kiện chia sẻ bài nha. Có tất cả các size cho mọi người luôn nha. Có tất cả các size cho mọi người nha mọi người. Bạn nào lấy đôi này comment Gucci giùm mình nha mọi người. Comment Gucci giùm mình nha. Đôi này chỉ 90k nha. 90k với điều kiện chia sẻ bài nha mọi người. 90k với điều kiện chia sẻ bài. Cực kỳ đẹp nha. Có tất cả các size cho mọi người luôn nha. Bạn nào lấy đôi này comment Gucci giùm mình nha mọi người. Gucci nha. Mèo ơi đôi này cũng đẹp nè mèo. Lấy đôi này luôn không? 90k đôi này nha mọi người ơi. 90k đôi này với điều kiện mọi người phải chia sẻ bài giùm em nha. Chia sẻ bài like và chia sẻ bài sẽ được giảm 8k cho một đôi nha. Gucci này cực kỳ đẹp nha mọi người. Cực kỳ đẹp cái Gucci này nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Thang Lan ơi mua dép không? Hôm nay em chỉ like dép xẹp thôi nha chị Thanh Hải ơi. Có gì hẹn chị ngày mai nha. Đôi này chỉ có giá 90k thôi nha mọi người ơi. Đôi này em chỉ có giá 90k đôi này. Bạn nào lấy đôi này comment Gucci giùm mình cho mọi người. Có tất cả các size cho mọi người nha. 90k đôi này với điều kiện mọi người phải like và chia sẻ bài nha. Chia sẻ bài giùm mình nha. Đôi này có tất cả các size cho các chị luôn nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha mọi người ơi. Dép cực kỳ xinh luôn. Đôi này chỉ có giá 90k thôi nha mọi người. 90k đôi này nha. Mọi người chia sẻ bài để được giảm 90k nha mọi người ơi. Gucci cực kỳ đẹp nha. Có tất cả các size cho mấy chị nha. Gucci cực kỳ đẹp nha. Bạn nào lấy đôi này comment Gucci giùm mình nha mọi người. Comment Gucci giùm mình nha. 90k đôi này thôi nha mọi người ơi. 90k đôi này với điều kiện mọi người phải chia sẻ bài giùm mình nha. 90k đôi này thôi nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Mẫu em đang cầm chỉ có giá 90k. Cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ. Mọi người ủng hộ cho em đi. Đủ ủng hộ cho em để em có tiền uống trà sữa. Đôi này chỉ có giá 90k thôi nha mọi người. 90k đôi này cực kỳ xinh và cực kỳ rẻ luôn. 90k đôi này thôi. Gucci cực kỳ đẹp nha mọi người. Cực kỳ đẹp nha. Bạn nào lấy đôi này có thể comment Gucci giùm mình nha mọi người. Comment Gucci giùm mình nha. Đôi này chỉ có giá
Đây nha, đế dép đây nha em ơi. Đế dép như thế này nha, cực kỳ đẹp nha. Đế dép như thế này nha. Chỉ 90k đôi này thôi, 90k với điều kiện chia sẻ nha mọi người. Em bị ghê, dạy sở rồi. 90k đôi này, bạn nào lấy đôi này comment Gucci giùm mình nha mọi người ơi. Comment Gucci giùm mình nha. Đôi này comment Gucci nha mọi người, tất có tất cả các size nha mọi người. Bạn nào thích đôi này thì comment Gucci kèm theo size nha. Gucci kèm theo size nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp nha. Rất là rẻ nữa, chỉ có 90k đôi này thôi nha mọi người. 90k đôi Mimi em like. Rồi ok Quyên Nguyễn nha. Ok Quyên Nguyễn nha. Còn bạn nào thích nữa không? Bạn nào thích thì comment Gucci kèm theo size và số điện thoại địa chỉ giúp mình nha mọi người ơi. Mimi mình ở 86 Cù Chính Lan nha bạn ơi. 86 Cù Chính Lan nha. Đôi em đang cầm nha mọi người. Mi Đặng ơi chia sẻ bài mua dép cho Mi Đặng ơi. Đôi này chỉ có giá 90k thôi nha. 90k nha. 90k với điều kiện mọi người phải chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Cực kỳ rẻ và cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ rẻ và cực kỳ đẹp luôn. Mọi người chia sẻ bài nha mọi người ơi. Bạn nào lấy đôi này comment comment Gucci giùm mình nha mọi người. Comment Gucci nha. Chỉ 90k đôi này nha mọi người. 90k đôi em đang cầm nha. 90k nha mọi người. Đôi Gucci này có giá 90k. 90k cực kỳ rẻ nha mọi người ơi. Có tất cả các size cho mấy chị luôn nha. Có tất cả các size luôn nha. Bạn nào lấy đôi này thì comment Gucci nha mọi người ơi. Comment Gucci giùm mình nha. Bạn ơi bạn cho mình địa chỉ luôn, ngày mai mấy chị ngày mai mình ship hàng cho bạn nha. Đôi này nha mọi người. Đôi này em cũng có hai màu nha. Màu đen và màu trắng nha. 100k đôi này, 100k đôi này với điều kiện mọi người phải chia sẻ bài nha. Hai màu nha mọi người. Bạn nào lấy đôi này thì comment màu, comment số 3 kèm theo màu nha. Comment số 3 kèm theo màu đôi này nha mọi người. 100k nha, 100k đôi này nha. 100k đôi này thôi nha mọi người ơi. Mình có hai màu và có tất cả các size luôn nha. Đây nha mọi người. Đây nha. Hai màu nha mọi người ơi. Đôi này em có hai màu nha. Bạn nào thích đôi này thì comment số 3 kèm theo màu nha. Đôi này nha mọi người. Đôi này em có hai màu nha. Hai màu, màu đen và màu trắng nha. Bạn nào thích đôi này comment số 3 kèm theo màu giùm mình nha mọi người ơi. Kèm theo màu và size nha. Em ơi, qua xuông, qua trong thì chỉ có màu này thôi nha em. Chỉ có kiểu này nha, kiểu này có 3 màu nha. Đôi này nha mọi người, đôi này em có 2 màu nha. Quyên Nguyễn em ở 86 Cù Chính Lan nha chị ơi. 86 Cù Chính Lan deal shop nha. Đôi này em có 2 màu. Chỉ 100k đôi này thôi nha mọi người. 100k đôi em đang cầm trên tay. Mọi người chia sẻ bài để được giảm 8k trên một đôi nha mọi người ơi. 8k trên một đôi á. Đôi này 100k nha Diễm Kiều Nguyễn ơi. Diễm Kiều Nguyễn. Đôi này chỉ có 2 màu nha. Màu đen và màu trắng mà có tất cả các size luôn nha. Tất cả các size cho mấy chị luôn nha. Bạn nào thích đôi này comment số 3 kèm theo màu nha mọi người. Kèm theo màu và size cho mình luôn nha. Đôi này ở ngoài cực kỳ dễ thương nha mọi người. Cực kỳ đẹp nha. Đẹp lắm. Đẹp lắm luôn nha. Và rất là rẻ nha. 100k đôi này thôi nha mọi người. 100k đôi em đang cầm trên tay nha. Bạn nào thích đôi này comment số 3 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Màu nào cũng đẹp hết nha. Màu đen cũng đẹp và màu trắng cũng đẹp. Hai đôi này nha mọi người. Đôi này nha mọi người ơi. Bạn nào đang coi livestream có thể cho mình một chấm và chia sẻ bài giùm mình. Chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Xin chào cả nhà nha. Đôi này chỉ có giá 100k thôi nha mọi người. 100k đôi này cực kỳ đẹp nha. Cực kỳ rẻ luôn nha. Bạn nào lấy đôi này comment số 3 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Kèm theo màu giùm mình nha.
cực kỳ dễ thương nha, rất là đẹp nha mọi người. Mẫu này ở ngoài rất là dễ thương, chỉ 100k một đôi thôi nha. Đôi này có hai màu nha mọi người, hai màu đôi này nha. Bạn nào thích đôi này comment số 3 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Số 3 kèm theo màu giùm mình nha. Mèo ơi, mèo lấy đôi này không? Đôi này ở thấy cũng dễ thương nè. Màu nào cũng đẹp hết. Đôi này nha mọi người, các bạn nào thích đôi này không? Bạn nào thích đôi này comment số 3 kèm theo màu giùm mình nha. Comment số 3 kèm theo màu nha mọi người. Cực kỳ xinh luôn nha, cực kỳ xinh mà rất là rẻ, chỉ 100k một đôi này thôi nha mọi người, 100k đôi này nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin chấm luôn nha mọi người ơi. Thôi con mèo quá. Đây nha mọi người, mẫu này em có 3 màu nha, 3 màu này nha mọi người. Bạn nào thích đôi này comment số 4 kèm theo màu giùm mình nha. Đôi này chị, đôi này cũng có giá 100k thôi nha mọi người. Là cái này là bằng da lộn nha. Bằng da lộn nha. Bạn nào thích đôi này thì comment số 4 kèm theo màu giùm mình nha. Comment số 4. Comment số 4 kèm theo màu nha mọi người. Đôi này ở ngoài cũng rất là đẹp và có đủ tất cả các size luôn. Có đủ tất cả các size cho mấy chị luôn nha mọi người. Đôi này chỉ có giá 100k thôi. 100k đôi này nha mọi người. Bạn nào thích đôi này comment số 4 kèm theo màu giùm mình nha. Comment số 4 kèm theo màu nha mọi người ơi. Comment số 4 mà kèm theo màu nha. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Comment số 4 mà kèm theo màu giùm mình nha. Đôi này có giá 100k nha mọi người. 100k đôi mình đang cầm nha mọi người ơi. Rất là rẻ nha. Bạn nào lấy đôi này comment số 4 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Comment số 4 kèm theo màu nha. Đây nha mọi người ơi, đôi này chỉ có giá 100k thôi nha. 100k đôi này cực kỳ rẻ luôn nha mọi người. Cực kỳ rẻ và cực kỳ xinh luôn nha. Chỉ có ở tại đây thôi, chỉ có ở tại đây mới có bán giá đó thôi nha mọi người. Bạn nào thích đôi này comment số 4 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Comment số 4 kèm theo màu nha. Đôi dép này, đôi này có 3 màu nha mọi người, 3 màu nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ bài giùm em nha. Bạn nào thích đôi này thì comment số 4 kèm theo màu nha mọi người. Comment số 4 kèm theo màu mẫu này nha mọi người ơi, cực kỳ dễ thương và cực kỳ rẻ luôn nha. 100k đôi này nha mọi người, 100k đôi này nha, cực kỳ rẻ luôn nha. Cái này làm bằng da lộn nha mọi người, đế đúc luôn nha. Cái này là da lộn và đế đúc nha mọi người ơi, 3 màu nha. 3 màu như mình đang cầm nha. Được luôn nha, được luôn nha, đặng tấn hơn. Mua tặng đi. Tặng bạn đeo kính nào vậy? Không cần biết, bạn nào mua đi là được. Không phải đâu, Vicky Nguyễn ơi, bạn đeo kính không phải là chị đâu, mà là một chị khác. Đôi này có 3 màu nha. Trời ơi, Trinh, Linh phải... Vicky Nguyễn ơi, bạn phải... Là sao bạn Nhi Ngọc Lê ơi, mình không hiểu bạn đang nói gì. Đôi này em có 3 màu nha mọi người, 100k đôi này nha. Bạn nào thích comment số 4 kèm theo màu giùm mình nha. Có tất cả các size cho. Ờ, à, được đó Hân. Em thích đây. Em thích đôi đang cầm nè, anh mua tặng em đi. Có mới nói nha, thôi là chẹp quán cà phê luôn á. Đôi này nha mọi người ơi, đôi này em có 3 màu nha. Mọi người ủng hộ cho em, có tiền uống trà sữa cho mọi người ơi. Đôi này 100k nha. Bạn nào lấy đôi này comment số 4 kèm theo màu nha mọi người ơi. Bạn nào lấy đôi này comment số 4 kèm theo màu nha. Đôi này 100k nha. 3 màu nha, 3 màu như mình đã cầm nha. Yes sir. Chi Ngọc Lê ơi, không có nha bạn ơi. Đôi này có 3 màu nha mọi người.
Mọi người ủng hộ em đi mọi người ơi. 37 màu da bò. Vicky Nguyễn. Rồi, vẫn... ok Vicky Nguyễn. Ok Vicky Nguyễn nha. Vẫn còn nha mọi người ơi. Ba màu này màu nào cũng đẹp. Đế là đế đúc. Còn cái này cái quai là bằng da lộn nha. Chỉ một 100k đôi này thôi nha mọi người. 100k với điều kiện mọi người phải chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mọi người phải chia sẻ bài giùm mình nha. Chia sẻ bài để được giảm 8k trên một đôi nha. 100k đôi mình đang cầm nha mọi người. Rồi em có một đôi này nha mọi người. Đôi này cũng 100k nha. 100k nha. Đôi này là bằng da nha mọi người ơi. Bằng da nha. Đế như thế này nha mọi người. Cực kỳ đẹp nha. Đây nha. Bạn nào lấy đôi này thì comment số, comment màu giùm mình nha mọi người. Comment màu kèm theo size nha. Mình có một đôi này nha mọi người. Một đôi này nha. Có tất cả các size luôn nha mọi người. Dép cực kỳ đẹp mà cực kỳ rẻ luôn. 100k đôi này nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Chia sẻ bài giùm em để có giá 100k đôi này nha mọi người. Chỉ cần mọi người chia sẻ là sẽ được mua đôi này với giá 100k. Và có tất cả các size luôn. Có tất cả các size cho mấy chị luôn nha mọi người nha mấy chị. Bạn nào thích đôi này thì comment màu đen giùm mình nha. Da đen nha. Da đen đôi này nha, 100k nha mọi người. 100k đôi em đang cầm trên tay nha. 100k thôi nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ bài giùm em nha. Cực kỳ đẹp và cực kỳ rẻ luôn nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp và cực kỳ rẻ. Không ở đâu để bằng ở đây nha. Đây nha mọi người. Cực kỳ đẹp nha. Chỉ 100k đôi này thôi nha. Cô Thúy ơi mua dép giùm cháu đi. Ủng hộ cho cháu uống trà sữa đi. Chứ mà đây cháu nghèo quá. Chia sẻ bài giùm cháu luôn cô Dương Thúy ơi. 100k đôi này nha. 100k đôi này nha. Bạn nào thích đôi này comment màu đen giùm mình nha mọi người. Comment màu đen nha. Chia sẻ bài để mua với giá 100k đôi này thôi nha mọi người. Dép cực kỳ đẹp và cực kỳ dễ thương. Đây nha mọi người ơi. Em cho mọi người coi da nha. 100k đôi này nha mọi người. 100k đôi này chia sẻ còn 100k nha. Chia sẻ còn 100k đôi này và có tất cả các size cho mấy chị luôn. Có tất cả các size luôn nha mọi người. Có tất cả các size luôn nha. Vâng ơi. Rồi mẫu này nha mọi người. Mẫu này em cũng có 2 màu nha. 118 chia sẻ còn 110 đôi này nha mọi người. 118 chia sẻ còn 110 đôi này nha. Mình có 2 màu và có tất cả các size cho mọi người luôn nha. Đây nha. Da nha mọi người. Cực kỳ mềm luôn nha. Và đế đúc nha mọi người. Da nha cực kỳ mềm nha. 2 màu, màu đen và màu trắng nha. Màu đen và màu trắng nha. 118 chia sẻ còn 110 đô này nha mọi người. 118 chia sẻ còn 110 đô này nha. 110 đô này nha. Đôi này mình có 2 màu nha mọi người. 118 chia sẻ còn 110 đô này nha. Bạn nào có tất cả các size cho mấy chị luôn nha. 118 chia sẻ còn 110 đôi này nha mọi người. Cực kỳ xinh luôn nha. Là bằng da rất là mềm và đế đúc luôn nha mọi người. Mẫu này 110 nha. 118 chia sẻ còn 110 đôi này. 110 đôi này thôi nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Chia sẻ bài nha mọi người. Đôi này nha mọi người, đôi này em có 2 màu nha. Màu đen và màu trắng và có tất cả các size luôn nha mọi người. 118 chia sẻ còn 110 đôi này nha. 110 đôi Vâng này ơi, nha. Vâng mua xong rồi để vậy rồi mang Vâng ơi.
dép mà, nó đâu có ảnh hưởng gì tới size đâu. Đôi này nha mọi người ơi, đôi này chỉ có giá 118, chia sẻ có 110 nha mọi người. Hai màu này cực kỳ xinh luôn nha, cực kỳ xinh nha. Bạn nào đang có livestream cho mình xin một chấm nha mọi người. Đây nha mọi người ơi, hai màu nha. Đôi này nha mọi người ơi, có giá 118, chia sẻ có 110 nha. 110 nha. Em bán, em chốt được 19 đôi rồi. Bây giờ chị nào chốt giùm em một đôi nữa, em sẽ tặng. Em sẽ tặng một đôi nha mọi người ơi. Chị nào chốt cho em giùm em một đôi là em sẽ được 20 đôi, em sẽ tặng cho mọi người một đôi. Mẫu này nha mọi người, mẫu này nha. 118 chia sẻ còn 110 nha. 110 nha mọi người ơi, 110 đôi này nha. Da rất là mềm, rất là đẹp. Đế đúc nha. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này đi mưa cực kỳ sướng luôn. Mẫu này em có hai màu, màu đen và màu trắng, và có tất cả các size luôn nha mọi người. Chỉ 58k, 58 chia sẻ còn 50, 50 đôi này nha mọi người. Hai màu đen và trắng nha, đi mưa cực kỳ sướng. Và có các đủ tất cả các size luôn nha. Có đủ tất cả các size cho mấy chị luôn nha mọi người. Nha mấy chị. Bạn nào thích đôi này thì comment màu giùm mình nha, comment màu kèm theo size nha mọi người. Chỉ 50k đôi này nha. 50k đôi em đang cầm. Cái này có của nam luôn nha. Cái này có của nam luôn nha. Nam và nữ đều mang được nha mọi người. Mẫu này em có hai màu nha, màu đen và màu trắng. 50k đôi này nha mọi người. Nam và nữ đều có luôn nha, đều có size luôn nha. Bạn nào thích đôi này comment màu kèm theo size nha mọi người. Comment màu kèm theo size nha. Đôi em đang cầm nha mọi người, chỉ 50k thôi nha. Mọi người chia sẻ bài để được giảm 8k trên một sản phẩm cho mọi người. 8k trên một. Bài gì Vân ơi? Vân ơi, Vân mang size gì? Lấy một cặp luôn đi cho thằng ấy nó mang luôn. Đây nha, hai màu đen và trắng nha mọi người, 50k đôi này thôi nha. Cả nam và nữ đều có size luôn nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này comment màu và size giùm mình nha. Comment màu và size nha. Comment màu và size nha mọi người ơi. 50k đôi này nha. 50k đôi này nha, nam nữ đều có nha. Vân ơi, Vân lấy màu trắng size gì Vân ơi? Hai mẫu này nha. Một đôi nam size 40. Rồi ok Vân nha. Rồi cảm ơn chia sẻ bài giùm chị nha. Vẫn còn nha mọi người ơi, vẫn còn nha. Đôi này chỉ có giá 50k. 50k, cả nam và nữ đều mang được. Nam màu đen, nữ màu trắng. Đôi này nha mọi người vẫn còn nha, nam và nữ đều mang được, chỉ có giá 50k thôi nha. 50k đôi này nha mọi người. 50k đôi em đang cầm trên tay, nam nữ đều mang được nha. Chỉ 50k. Bạn nào thích đôi này comment màu kèm theo size giùm mình nha mọi người. Comment màu kèm theo size nha. Comment màu kèm theo size nha. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha. Cực kỳ dễ thương nha mọi người ơi, đôi này nam nữ đều mang được, đi mưa cực kỳ sướng luôn nha. 50k đôi này có tất cả các size cho mấy chị luôn nha. Có tất cả các size luôn nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình để giảm 8k trên một đôi nha. Like và chia sẻ. Like và chia sẻ sẽ được giảm 8k trên một đôi. Chị Mỹ ơi, mua dép cho chị Mỹ ơi. Mẫu này em có hai màu, nam nữ đều mang được nha mọi người ơi, có tất cả các size luôn nha. 50k mẫu này nha, 50k mẫu mình đang cầm nha. Mọi
mọi người like và chia sẻ bài để được giảm 8k trên một đôi nha mọi người ơi. 8k trên một đôi nha. Mẫu em đang cầm hai màu nam nữ đều có size. Bạn nào thích đôi này, mẫu này comment màu kèm theo size nha. Comment màu kèm theo size hai màu đen trắng nha. Rồi, để chị ship cho nha Hồng Vân. Mẫu này hai màu nha mọi người ơi, đen và trắng nam nữ đều mang được và có tất cả các size. Bạn nào thích mẫu này comment màu kèm theo size nha mọi người. Comment màu kèm theo size đôi này nha. Đôi em đang cầm trên tay đi mưa cực kỳ sướng nha, mùa mưa tới rồi nha mọi người ơi. Đi mưa cực kỳ sướng mà mang rất là dễ thương. Hai màu đen trắng nam nữ đều có size. 50k một đôi thôi nha. Chỉ 50k một đôi này thôi nha mọi người, cực kỳ rẻ luôn nha. Cực kỳ rẻ mà cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Rất là dễ thương nha. 50k đôi này thôi nha. Hai màu như mình đang cầm nha. Nam nữ đều mang được, đều có size luôn nha mọi người. Nam nữ đều có size luôn nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Chỉ 50k đôi mình đang cầm thôi nha. Dép này đi mưa cực kỳ sướng luôn. Chỉ có 50k đôi này và có tất cả các size. Có tất cả các size cho mấy chị luôn. Bạn nào thích đôi này thì comment màu kèm theo size nha. Comment màu kèm theo size nha mọi người ơi. 50k đôi này nha. 50k đôi em đang cầm trên tay nha. Nam nữ đều mang được nha. Nam nữ đều mang được và có tất cả các size cho mấy chị luôn nha. Bạn nào thích đôi này comment màu kèm theo size nha mọi người. Comment màu kèm theo size giùm mình nha. Comment màu kèm theo size 50k. 50k đôi này thôi nha mọi người. Mọi người like và chia sẻ bài để được giảm 80k trên một đôi, 8k trên một đôi nha. 8k trên một đôi này nha mọi người ơi. 50k đôi này nha mọi người. 50k đôi em đang cầm nha. Màu đen và trắng có tất cả các size cho nam và nữ luôn. Bạn nào thích đôi này comment màu kèm theo size nha mọi người. Comment màu kèm theo size nha. Xin chào cả nhà. Cả nhà chia sẻ bài giùm mình nha. Rồi mẫu quay trong này nha mọi người ơi. Mẫu quay trong này chỉ có giá 80k 100k nha. 100k màu này nha. 100k đôi này nha mọi người. 100k đôi em đang cầm trên tay nha. Là quay trong nha, nhưng mà mang rất là dễ thương. Đế đúc luôn nha. Mẫu này mình có 3 màu nha mọi người ơi. Trắng, đỏ và hồng nha. Bạn nào thích mẫu này comment màu kèm theo size nha. Comment màu kèm theo size nha mọi người ơi. Hồng nha, hồng, trắng và đỏ nha. Hồng, trắng và đỏ đôi này chỉ có giá 100k thôi nha. Là để qua trong nha mọi người ơi. Nhưng mà mang đôi này cực kỳ đẹp nha. 100k đôi mình đang cầm thôi nha mọi người. 100k đôi mà em đang cầm nha. Bạn nào thích đôi này comment màu kèm theo size nha mọi người ơi. Comment màu kèm theo size đôi này giùm mình nha. 3 màu nha mọi người. 3 màu này nha. Có tất cả các size luôn nha. 3 màu và có tất cả các size. 100k đôi mình đang cầm nha mọi người ơi. 100k đôi em đang cầm nha. 100k đang cầm nha mọi người ơi. 3 màu nha, chỉ 100k. Mọi người like và chia sẻ bài sẽ được giảm 8k trên một sản phẩm nha. Like và chia sẻ sẽ được giảm với 8k và mua được với giá 100k đôi này nha mọi người. 108 còn 100k đôi này nha. 3 màu như 3 màu nha. Giao mạng á Vân ơi. 3 đôi như mình đang cầm nha mọi người ơi. Có tất cả các size cho mấy chị luôn nha. Bạn nào thích đôi này comment màu kèm theo size nha. Comment màu kèm theo size nha mọi người. Comment màu và theo size nha. Đây nha mọi người ơi, 3 màu như mình đang cầm trên tay nha. Và có tất cả các size nha. Có tất cả các size cho mấy chị luôn nha. Bạn nào thích đôi này comment màu. Mọi người đừng đi đâu nha, hôm nay em sẽ like dép xong em sẽ tặng quà cho mấy chị nha.
Mẫu này em có 3 màu nha. Mẫu này em có 3 màu, bạn nào thích mẫu này kèm comment màu nha. Không. Rồi ok chị Thanh Nga nha. Chị ơi cho em số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi, có gì em ship hàng cho nha. Mẫu này nha mọi người, mẫu này có 3 màu nha, 100k thôi này nha. Ba màu này nha, 100k đôi này nha mọi người, 100k đôi này nha. Bạn nào thích đôi này thì comment màu kèm theo size nha, size kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha. Mẫu này nha mọi người ơi, 100k đôi em đang cầm trên tay nha. Vân có chia sẻ bài đi, khi nào chị like xong nhé rồi chị sẽ tặng quà cho Vân. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu em đang cầm trên tay nha, 3 màu nha. 100k đôi này, 100k đôi này nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này comment size nha, comment màu kèm theo size nha mọi người. Cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ dễ thương, đế đúc nha mọi người ơi, đế đúc nha. Rất là đẹp. Bạn nào thích đôi này comment màu kèm theo size giùm mình nha mọi người. Comment màu kèm theo size đôi này nha. 100k đôi này, 100k, chỉ 100k thôi nha. Cực kỳ đẹp nha. Rồi, cảm ơn Hồng Vân. Rồi. Ok, chị Thanh Nga nha. Mẫu này nha mọi người ơi, bạn nào thích mẫu này comment màu kèm theo size giùm mình nha. Comment màu kèm theo size nha. Comment màu kèm theo size nha mọi người ơi. 100k đôi em đang cầm trên tay nha. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này em có 2 màu đen trắng nha. Mẫu này chỉ 100k thôi nha. Bạn nào thích mẫu này comment màu kèm theo số điện thoại giùm mình nha mọi người, kèm theo size giùm mình nha. Mẫu hộp này nha mọi người ơi, mẫu hộp này mình có 2 màu nha. Bạn nào thích mẫu này comment màu nha, comment màu kèm theo size giùm mình nha mọi người. Comment màu kèm theo size đôi này chỉ 100k nha, 100k, giá 100k đôi này thôi nha. Cực kỳ dễ thương nha mọi người ơi, dép đính hộp này nha. Bạn nào lấy đôi này comment đính hộp kèm theo size giùm mình nha. Kèm theo size và màu nha mọi người. Dép này, đôi này mình có 2 màu nha. 2 màu như mình đang cầm nha mọi người. Cực kỳ đẹp nha. Cực kỳ xinh. 100k đôi này thôi nha mọi người. 100k đôi em đang cầm nha. Bạn nào thích đôi này comment đính hộp kèm theo màu và size nha mọi người ơi. Đính hộp kèm theo màu và size nha. Đôi này 100k đôi này nha. Đôi này chỉ có giá 100k thôi nha mọi người. Hốt hết thì vâng ơi. Đôi này nha mọi người ơi, 100k đôi này 2 màu nha, đen và trắng nha mọi người. Bạn nào thích đôi này comment đính hộp màu kèm theo size giùm mình nha. Đôi này có giá 100k thôi nha. 100k đôi này nha mọi người. 100k đôi này, bạn nào thích đôi này comment đính hộp kèm theo size và màu giùm mình nha mọi người. Kèm theo size và màu đôi này nha. Cực kỳ xinh luôn và cực kỳ rẻ luôn nha. Rất là mềm nha mọi người. Rất là mềm ở ngoài, rất là dễ thương. Đôi này chỉ có giá 100k thôi nha. 100k đôi này thôi nha mấy chị ơi. Có tất cả các size luôn nha. 100k đôi này. Bạn nào thích đôi này comment đính hộp kèm theo size và màu nha. Có tất cả các size cho các chị luôn nha. 100k đôi em đang cầm nha. Bạn nào lấy đôi này comment. Để em coi thử chị Tâm Nhi ơi. Chuẩn chị ơi, chị Tâm Nhi ơi. Hai đôi này size 37 chuẩn nha chị ơi. Bạn nào thích đôi này comment đính hộp kèm theo màu và size giùm mình nha mọi người, 2 màu nha. Bạn nào thích đôi này comment đính hộp kèm theo màu và size giùm mình nha. Mẫu mình đang cầm nha. Đính hộp màu và size nha.
có tất cả các size luôn nha, size rất là chuẩn nha mấy chị, ở ngoài rất là đẹp. 100k đôi này nha mọi người ơi, 100k đôi này nha. Bạn nào thích đôi này comment đính hộp kèm theo số thoại địa chỉ. Bên thấy chị hai thôi. Rồi ok chị Tâm Nhi chị lấy size 37 luôn đúng không chị? Chị lấy size 37 cho em số điện thoại địa chỉ luôn. Chị lấy hai đôi size 37 đúng không chị? Cho em số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi, có gì em ship hàng cho nha. Chị Nhi Smile ơi, mua dép đi. Chia sẻ bài giùm em luôn nha. Đôi này 100k thôi nha mọi người, đính hộp kèm theo màu và size giùm mình nha. Vẫn còn size cho tất cả các chị luôn nha, có tất cả các size luôn nha. Rồi ok chị Thanh Nga luôn nha. Cảm ơn chị Tâm Nhi ơi, chị cho em số điện thoại đi, có gì em ghi ở ngoài cho khỏi bị lộn á chị ơi. Mẫu này nha mọi người ơi, bạn nào thích mẫu này comment nha. Comment giùm mình nha mọi người ơi, comment giùm mình nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người, vẫn còn nha, có đủ tất cả các size cho mấy chị luôn nha. Mình không nói điêu chứ, ở ngoài đôi này rất là đẹp luôn, rất là dễ thương luôn. Rồi ok chị Tâm Nhi nha, em cảm ơn chị ơi chia sẻ bài giùm em nha. Còn bạn nào thích đôi này thì comment đính hộp kèm theo màu và size giùm mình nha mọi người ơi, đính hộp kèm màu và size nha. 100k đôi này thôi nha mọi người. 100k đôi này thôi nha. Mọi người ơi, mọi người ủng hộ giùm em đi mọi người ơi. Mọi người ủng hộ giùm em để em được uống trà sữa. Đôi này chỉ có giá 100k thôi nha. Bạn nào thích đôi này comment đính hộp màu và size nha mọi người. Đính hộp màu và size đôi này và 100k thôi nha. 100k đôi em đang cầm trên tay thôi nha, ở ngoài cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. 100k đôi này nha. Và có tất cả các size cho mấy chị luôn, có tất cả các size luôn. Bạn nào thích đôi này comment đính hộp kèm theo màu kèm theo size nha. Gucci này nha mọi người ơi, Gucci này em có một màu nha. Bạn nào thích đôi này comment Gucci kèm theo size giùm mình nha mọi người. Comment Gucci kèm theo size nha, có tất cả các size luôn nha, tất cả các size nha. Bạn nào thích đôi này comment Gucci kèm theo size nha mọi người. Comment Gucci kèm theo size nha. Comment Gucci kèm theo size đôi này nha mọi người ơi. Đôi em đang cầm trên tay có giá 90k nha. 98 chia sẻ còn 90 nha. 90 đôi này thôi nha mọi người ơi. 90 đôi này nha. 90k đôi này. Bạn nào thích đôi này comment Gucci kèm theo size nha. Gucci kèm theo size đôi này nha mọi người, 90k đôi em đang cầm trên tay nha. 90k đang cầm trên tay nha mọi người ơi, chị đôi này chỉ có giá 90k thôi, rất là xinh nha. Gucci nha, bạn nào thích đôi này comment Gucci kèm theo size nha mọi người. Gucci kèm theo size nha. Đôi này chỉ có giá 90k thôi nha mọi người. 90k đôi em đang cầm trên tay nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình sẽ được giảm 8k trên một đôi nha mọi người. 8k trên một đôi nha. Đôi này 98 chia sẻ còn 90 nha mọi người. 98 chia sẻ còn 90 đôi này. Bạn nào thích đôi này comment Gucci kèm theo màu nha mọi người. Gucci kèm theo size nha. Và có tất cả các size cho mấy chị luôn nha. Cô Hồng Anh ơi, mua dép đi cô Hồng Anh. Mẫu này nha mọi người. Mẫu Gucci này mình có một màu duy nhất nha. Bạn nào thích đôi này comment Gucci kèm theo màu nha. À, Gucci kèm theo size. 98 chia sẻ còn 90 đôi này nha. 98 chia sẻ còn 90 đôi này nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp luôn. Rất là rẻ, 90k đôi này nha. 90k đôi này. Bạn nào thích đôi này comment Gucci kèm theo size nha. Gucci kèm theo size nha. Có tất cả các size cho mấy chị luôn nha.
có đầy đủ sang cho mấy chị luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn nha, cực kỳ xinh, rất là đẹp. Rồi đôi này nha mọi người, đôi này em cũng có hai màu nha, hai màu nha mọi người. Đôi này cũng có giá 98, chia sẻ còn 90 nha. Bạn nào thích đôi này comment màu kèm theo size giùm mình nha mọi người. Comment màu kèm theo size đôi này là da nha. Da nha mọi người ơi, da nha, đế đúc luôn nha. Rất là đẹp đôi này, rất là đẹp. 90k đôi này thôi nha mọi người. 90k đôi em đang cầm trên tay, có tất cả các size cho mấy chị luôn. Bạn nào thích đôi này comment màu kèm theo size giùm mình nha. Comment màu kèm theo size đôi em đang cầm nha mọi người. Hai màu đen trắng, màu nào cũng đẹp luôn. Hai màu này màu nào cũng đẹp. Hai màu này màu nào cũng đẹp nha. Bạn nào thích đôi này comment màu giùm mình nha. Comment màu kèm theo size nha, mà có tất cả các size. 90k đôi em đã cầm thôi nha mọi người ơi, cực kỳ xinh luôn. Da rất là mềm. Da rất là mềm luôn nha, đế đúc nha. Hai màu nha mọi người ơi, hai màu nha. Hai màu nha. Đen và trắng nha. Bạn nào thích đôi này comment màu kèm theo size giùm mình nha mọi người. Comment màu kèm theo size nha. Comment màu kèm theo size, đôi này chỉ 90k thôi nha. Đôi này 90k nha mọi người ơi. 90k đôi này nha. Bạn nào lấy đôi này comment màu kèm theo size giùm mình nha mọi người. Comment màu kèm theo size nha mọi người ơi. Comment màu kèm theo size mẫu em mình đang cầm nha. Chỉ có 90k đôi này thôi nha. 90k đôi em đang cầm nha. Đôi này nha mọi người. Đôi này chỉ có giá 90k thôi nha. Bạn nào thích đôi này comment màu kèm theo size giùm mình nha mọi người. Comment màu kèm theo size nha. Comment màu kèm theo size đôi này nha mọi người ơi. 90k đôi này nha, 90k đôi này nha. Mẫu này em có 3 màu nha mọi người ơi. 100k đôi này thôi nha, 100k đôi này nha mọi người. Bạn nào thích màu này thì là màu nào thì comment màu kèm theo size giùm mình nha. Comment màu kèm theo size đôi này nha mọi người. Comment màu kèm theo size nha. Cái này là da lộn nha mấy chị ơi, da lộn đế đúc nha. Giá này, đôi này chỉ có giá 100k nha. 100k đôi này nha mọi người. Bạn nào thích đôi này comment màu kèm theo. Comment màu kèm theo size đôi này nha mọi người ơi, chỉ 100k đôi này nha. 100k đôi em đang cầm trên tay nha mọi người. Bạn nào lấy đôi này comment màu kèm theo size giùm mình nha mọi người. Cái này là bằng da lộn nha. Cái này bằng da lộn. Đế đúc nha mọi người. Da lộn mà đế đúc nha. Bạn nào lấy mẫu này. Chị ơi, chị ba màu này chị lấy màu nào, chị Hương Võ ơi. Chị comment màu giùm em nha, để em để cho nha. Chị có rất là nhiều ba màu em đang cầm đó. Chị thích màu nào? Nói lại màu giùm em nha chị Hương Võ. Comment màu lại giùm em nha chị Hương Võ ơi. Đôi này nha mọi người ơi, có tất cả các size cho mọi người nha. Bạn nào lấy đôi này comment màu kèm theo size giùm mình nha mọi người. Comment màu kèm theo size, mình có 3 màu như mình đang cầm nha. 3 màu đang cầm nha. Chị ơi, phải màu này không? Chị Hương Võ ơi, phải màu em đang cầm không? Phải màu em đang cầm. Chị ok lại giùm em nha. Phải màu này ok lại giùm em nha chị ơi. Chị Hương Võ ơi, ba màu này nha mọi người. Bạn nào lấy đôi này comment màu kèm theo size cho mình nha. Giá 100k đôi này nha mọi người.
Giá 100k đôi này nha. 100k đôi này nha. Đôi này có giá 100k nha mọi người. Bạn nào lấy đôi này comment màu kèm theo size giùm em nha. Comment màu kèm theo size nha. Mấy chị ơi, có tất cả các size cho mấy chị luôn. 100k đôi em đang cầm nha. 100k đôi này là da lộn nha. Da lộn nha mọi người. Da lộn và đế đúc nha. Bạn nào lấy đôi này comment màu kèm theo size giùm mình nha mọi người. Comment màu kèm theo size nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm em nha. Mẫu mình đang cầm cũng có hai màu nha mọi người ơi. Mẫu này có giá 118, chia sẻ còn 110 nha. 110 đôi mình đang cầm trên tay nha. Bạn nào thích mẫu này comment màu kèm theo size nha mọi người ơi. Comment màu kèm theo size nha. 118 chia sẻ còn 110 đôi này nha mọi người. 118 chia sẻ còn 110 đôi này, rất là rẻ nha. Da rất là mềm nha, đế đúc luôn nha mọi người. 110 đôi này thôi nha. Bạn nào thích đôi này comment màu kèm theo size nha mọi người. Comment màu kèm theo size đôi mình đang cầm nha. Comment màu kèm theo size đôi em đang cầm nha mọi người. 110 đôi này nha, da rất là mềm nha mọi người. Da rất là mềm đôi này nha. Đế đúc nha. Bạn nào thích đôi này comment màu kèm theo size giùm mình nha mọi người. Comment màu kèm theo size đôi này nha mọi người ơi. Dép đi Thảo ơi. Bánh mì ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha. Like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Ủa hồi cha đi Mai Trang ăn bánh mì chứ Mai Trang không ăn bánh mì này đâu. Chị Thảo ơi, mua dép đi Mai, em có tiền mang bánh mì. Đôi này nha mọi người ơi, bạn nào thích đôi này comment màu giùm mình nha. Comment màu kèm theo size giùm mình nha mọi người. Hai màu nha, đôi này giá 118 chia sẻ có 110 nha mọi người. Rồi, mua đi kìa. 110 đôi này nha mọi người ơi, 110 đôi em đang cầm nha, có hai màu đen trắng. Bạn bếp này mà đừng mang bánh mì thôi. Bạn nào thích đôi này comment màu kèm theo size nha mọi người. Comment màu kèm theo size đôi này nha. Cực, da rất là mềm nha mọi người, da rất là mềm đế đúc nha. Bạn nào thích đôi này comment màu kèm theo size nha. Comment màu kèm theo size nha. Comment màu kèm theo size đôi này nha. Đôi này kèm theo size nha mấy chị ơi. Đôi này kèm theo size nha. Đôi này chỉ có 110 thôi nha mọi người. 110 đôi này nha. Da rất là mềm đế đúc luôn nha mọi người. Đây nha. Da rất là mềm nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm mình. Like và chia sẻ cho được giảm 8k cho một sản phẩm nha. Đôi này chỉ có giá 118, chia sẻ còn 110 nha mọi người. Cũng được 2 tuần á. 1 tuần ít quá. Đôi này có giá 118, chia sẻ còn 110 nha. Mọi người like và chia sẻ. Mọi người like và chia sẻ bài nha. 118 chia sẻ có 110 thôi nha mọi người. Da cực kỳ mềm nha. Da rất là mềm nha mọi người. Da mềm và đế đúc nha. Hai màu như mình đang cầm nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này comment màu kèm theo size nha. Comment màu kèm theo size đôi này nha mọi người ơi. Comment màu kèm theo size. 118 chia sẻ có 110. 118 chia sẻ có 110 đôi này nha mọi người. Hai màu như mình đang cầm. Mẫu này nha mọi người, mẫu này chỉ có 98 chia sẻ còn 90 nha. 98 chia sẻ còn 90 mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào thích mẫu này comment màu kèm theo size cho mình nha. Comment màu kèm theo size nha mọi người. Comment màu kèm theo size đôi này giùm mình nha. Đôi này chỉ có 98 chia sẻ còn 90k. 90k đôi này thôi nha mọi người ơi. 90k đôi em đang cầm thôi nha.
Bạn nào thích đôi này comment màu kèm theo size nha mọi người ơi. Sẽ còn 90k đôi này nha. Bạn nào thích đôi này comment màu kèm theo size giùm mình nha mọi người. Comment màu kèm theo size đôi này giùm mình nha. 90k đôi này nha mọi người. Bạn nào thích đôi này comment màu kèm theo size giùm mình nha. Comment màu kèm theo size đôi này giùm mình nha mọi người ơi. Bạn nào thích có thể chụp lại màn hình gửi lại cho mình nha. Tại có tất cả các size luôn nha, tất cả các size cho mấy chị luôn nha. Đôi này nha mọi người, đôi này có hai màu đen và trắng nha. Bạn nào lấy đôi này comment màu kèm theo size nha. Comment màu kèm theo size đôi này nha mọi người ơi. 90k đôi này nha, 90k đôi em đang cầm trên tay nha. Thảo ơi, Thảo còn đó không? Thảo mua dép cặp nè. Dép này chỉ có giá 50k thôi nha, có tất cả các size cho nam và nữ nha mọi người ơi. Bạn nào thích đôi này comment màu kèm theo size nha. Comment màu kèm theo size đôi này nha mọi người ơi. Đôi này chỉ có giá 50k thôi nha. Đôi em đang cầm có giá 50k nha mọi người. Đôi này có giá 50k, nam nữ đều có size luôn nha. Nam nữ đều có size mẫu này nha mọi người. Hai màu nha, bạn nào lấy mẫu này comment màu kèm theo size giùm mình nha mọi người ơi. Hai màu này nha. 50k đôi này thôi nha mọi người. 50k đôi mình đang cầm nha mọi người ơi. Bạn nào lấy đôi này comment màu kèm theo size nha. Comment màu kèm theo size đôi này nha mọi người ơi. Nam nữ đều mang được, đều có size luôn, có tất cả các size luôn. 50k đôi này thôi nha mọi người. 50k đôi này nha. Bạn nào lấy đôi này comment màu kèm theo size, cầm theo size thì mình nha mọi người. Lấy đôi này kèm theo size thì mình nha. Đôi này hai màu nha mọi người ơi, hai màu nha. Bạn nào lấy đôi này comment màu kèm theo size nha mọi người. Nam và nữ đều mang được, có tất cả các size luôn cho nam và nữ. 50k đôi em đang cầm nha. 50k đang cầm nha mọi người ơi. 50k em đang cầm. Bạn nào lấy đôi này comment màu kèm theo size nha. Mọi người ơi, bây giờ em sẽ tới tiết mục tặng quà cho mấy chị nha. Bây giờ tới tiết mục tặng quà nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài cũng like và chia sẻ livestream giùm mình nha mọi người ơi. Bây giờ em sẽ tiếp tục. Mọi người like và chia sẻ trong 5 nhóm. Like và chia sẻ trên trang cá nhân và trong 5 nhóm. Em sẽ tiếp tục tặng quà cho mấy chị nha. Tiếp tục tặng và không bán nha. Quần legging nha mọi người, quần legging nha. Quần legging dài nha. Mọi người like và chia sẻ bài trên trang cá nhân và trong 5 nhóm nha mọi người ơi. Like và chia sẻ. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một trống đi ạ. Đến đi để được tặng. Mọi người đang coi livestream cho mình xin một chấm đi. Mọi người like và chia sẻ bài trong năm trên trang cá nhân và trong 5 nhóm nha mọi người. 5 nhóm nha. 5 nhóm nha mọi người ơi. Like và chia sẻ trên trang cá nhân và trên 5 nhóm. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm để tương tác nha. Mình chưa thấy bạn nào hết.
chưa thấy ai chấm hết. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm đi nha. Bây giờ mình sẽ tặng quần nha mọi người ơi, tặng quần, tặng không bán nha. Có điều kiện mọi người like và chia sẻ trên trang cá nhân và trong 5 nhóm nha mọi người. Like và chia sẻ trên trang cá nhân và trên 5 nhóm. Em sẽ tặng đồ tiếp nha. Tặng quần legging nha mọi người ơi. Tặng quần legging nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha. Bây giờ mình sẽ tặng và không bán nha mọi người. Với điều kiện mọi người phải like và chia sẻ trên trang cá nhân và trên 5 nhóm nha. Rồi, một cái quần thứ nhất. Một cái quần thứ nhất cho mọi người ơi. Bạn nào comment số 789 kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất mình sẽ tặng cái quần này cho bạn đó nha. Comment số 789 kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất mình sẽ tặng cái quần này cho bạn đó nha. Quần này nha. Mẫu này nha mọi người ơi, bạn nào comment số 879 kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất em sẽ tặng cái quần này nha. Quần em đang cầm nha. Comment 879 kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất nha mọi người ơi. Comment 879 kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất mình sẽ tặng cái quần này nha. Comment 879 kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất em sẽ tặng cái quần này cho mọi người. Quần này nha mọi người ơi, quần này nha. Comment số 879 kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất nha. Mẫu này nha mọi người ơi, bạn nào có mình số 879 kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất mình sẽ tặng quần này cho bạn đó nha.